Thưa quý vị, cụm từ hàng Nhật bãi, hàng nội địa Nhật hay là hàng sách tay đang khiến cho máy lọc nước ion kiềm Kangen K8 bị loạn giá. Có nơi thì bán 139 triệu, có nơi thì 50 triệu, còn có nơi giá dưới 30 triệu. Vậy thì nguyên nhân của vấn đề này là ở đâu? Video ngày hôm nay sẽ phân tích sâu cho quý vị. Mới đây, nhiều người tiêu dùng phản ánh bắt gặp rất nhiều đơn vị kinh doanh hay các mẫu quảng cáo bán máy lọc nước ion kiềm Kangen K8 tràn lan trên các công cụ tìm kiếm. Đáng chú ý, mức giá mà những đơn vị này đưa ra được đánh giá là rẻ như cho, thậm chí chỉ bằng 25% so với giá niêm yết của nhà sản xuất, tức là chỉ khoảng 35 triệu cho một máy lọc nước ion kiềm Kangen K8. Ngoài việc lựa chọn mua máy lọc nước Kangen K8 chính hãng thì vẫn còn những người tiêu dùng lựa chọn những dòng máy lọc nước ion kiềm trôi nổi, giá rẻ vì được quảng cáo là hàng nội địa Nhật, hàng Nhật bãi, hàng đi máy bay, hàng xách tay v.v. và thậm chí là mua hàng chính hãng nhưng từ những đơn vị kinh doanh và hình thức kinh doanh không rõ ràng như thế này. Tuy nhiên, để tốt nhất cho sức khỏe thì các chuyên gia vẫn thường hay khuyên chúng ta là nên lựa chọn các sản phẩm máy lọc nước điện giải nhập khẩu chính hãng từ các đơn vị uy tín và có chính sách rõ ràng. Đã từ lâu thì người Việt Nam chúng ta rất là ưa chuộng việc sử dụng hàng nội địa, nhất là hàng nội địa Nhật. Chính vì vậy, dựa vào cái lý do này thì nhiều đơn vị đã làm giả máy ion kiềm Kangen K8 và nói là đây là hàng nội địa Nhật cho nên là giá rẻ hơn. Nhưng thực sự hàng nội địa đa số là hàng xách tay cho nên là không có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng, rất là rủi ro khi chúng ta mua phải những mặt hàng như thế này. Thậm chí nếu mua được hàng nội địa Nhật thật thì cũng rất khó khăn để quý vị có thể bảo hành chiếc máy của mình tại Việt Nam mà phải gửi sang nhà sản xuất ở nước ngoài. Thực tế là đã có rất nhiều khách hàng bất lực khi mà chiếc máy của mình muốn bảo hành nhưng lại không thể bảo hành như nhà bán hàng đã cam kết. Khi máy hư thì không thể sửa, không thể có linh kiện để thay thế và việc này rất là tốn kém chi phí. Nguyên nhân thứ hai trong cơn bão loạn giá của Kangen K8 đó là sự xuất hiện của hàng Nhật bãi, hàng đã qua sử dụng. Bên cạnh cái việc bán những hàng xách tay, hàng giá rẻ cho người tiêu dùng thì nhiều nhà sản xuất còn vì lợi nhuận mà sẵn sàng bán hàng Nhật bãi, hàng thay thế linh kiện hoặc là hàng tân trang, máy cũ để bán cho người tiêu dùng. Kangen K8 đã quá nổi tiếng cho nên vì lợi nhuận, nhiều người đã tân trang máy cũ thành máy mới, thay linh kiện ở bên trong rồi bán giá rẻ. Nhưng những linh kiện quan trọng ở bên trong như là tấm điện cực hay bo mạch đều là những linh kiện kém chất lượng. Do là chúng ta là những người bình thường không có trong ngành cho nên chúng ta rất khó để phát hiện cũng như là phân biệt được những chiếc máy kém chất lượng như thế này. Khi sử dụng các mặt hàng này cũng tiềm ẩn hàng loạt các rủi ro. Điện cực sử dụng lâu năm bị hoen rỉ, khiến cho nước sau khi lọc có thể nhiễm độc, gây hại cho sức khỏe. Lõi lọc tinh quá hạn, lọc nước kém hiệu quả mà còn có thể tái nhiễm khuẩn nguồn nước. Tuổi thọ của máy giảm bớt vì máy đã qua sử dụng, vì vậy có thể sẽ nhanh hỏng, gây tốn kém chi phí. Không ít người mua máy lọc nước cũ đã bất lực vì người dùng trước thay thế phụ kiện. Khi máy có vấn đề thì khó tìm được phụ kiện thay thế. Chưa kể linh kiện bên trong khi bị thay bằng các linh kiện kém chất lượng dẫn tới nước sau khi điện phân không đạt chuẩn pH, nồng độ hydrogen, thậm chí là dẫn đến hỏng máy. Nguyên nhân thứ ba trong cơn loạn giá của Kangen K8 đó chính là sự xuất hiện của hàng giả, hàng nhái. Chiếc máy này thì đã quá nổi tiếng trong giới ion kiềm vì những lợi ích tốt cho sức khỏe. Cho nên khi chúng ta dạo quanh một vòng thị trường thì chúng ta thấy là rất nhiều thương hiệu lớn nhỏ khác nhau đang bày bán máy với cái mức giá không tưởng, cho thấy một sự nhiễu loạn về giá và nguồn gốc hàng hóa cũng không xác minh được rõ ràng. Thủ đoạn làm giả thì rất là tinh vi, nếu không phải người trong ngành thì rất khó để phát hiện ra được. Chất lượng sản phẩm hàng giả, hàng nhái thì sẽ khó có thể đảm bảo được, cho nên là hiệu quả nước lọc sẽ không có. Chất ô nhiễm trong nước vẫn còn tồn tại cho nên có thể gây ra một số bệnh lý liên quan như là bệnh huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh về da, thậm chí là ung thư. Như vậy thì thật sự là tiền mất tật mang. Do giá trị máy đắt tiền và tránh việc khách hàng mua phải hàng trôi nổi, hàng giả, hàng nhái, cho nên là các hãng máy lọc nước Nhật Bản đều áp dụng cái chính sách là đăng ký tên người mua với hãng sản xuất. Chẳng hạn khi quý vị mua máy Kangen K8 của hãng Kangen thì quý vị sẽ được đăng ký tên và hiển thị trên website chính hãng để tránh quý vị mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng tút tát thay đổi linh kiện. Khách hàng đều có thể kiểm tra tên của mình trên hệ thống website của Eganic Nhật Bản theo đường link bên dưới. Nhằm kiểm tra thông tin chính hãng và tên chính chủ, đồng thời đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của sản phẩm. Nguyên nhân thứ tư dẫn đến Kangen K8 bị loạn giá đó chính là việc mua đứt bán đoạn. Không khó để chúng ta có thể mua được Kangen K8 từ những người kinh doanh, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Bởi vì gần đây thì thị trường máy lọc nước ion kiềm phát triển rất là sôi động và kinh doanh online thì cũng rất là mạnh mẽ. Những hình thức kinh doanh như thế này là mua đứt bán đoạn trong một thời gian ngắn, sau đó họ sẽ rút khỏi thị trường, chủ yếu là để kiếm lời hoặc là để lấy hoa hồng, sau đó thì biến mất hoặc là bán những máy khác. Mặt trái của việc mua đứt bán đoạn chính là chúng ta khó liên hệ được khi cần. Khi chúng ta cần bảo hành thì chúng ta không liên lạc được, hoặc là bảo hành ngắn 2-3 năm, thậm chí là không bảo hành.
Vì vậy, quý vị nên chọn đơn vị uy tín để kịp thời xử lý sự cố khi mà chúng ta cần, có thể tư vấn cho khách hàng mọi lúc 24/7, và những đơn vị uy tín thì mới có đủ tiềm lực, những kinh nghiệm để có thể bảo hành máy và đồng hành cùng quý vị lâu dài. Trước ma trận loạn giá của Kangen K8 và thực trạng nhức nhối của các máy lọc nước khác cũng đang bị làm giả, trước khi mua thì quý vị cần nên cân nhắc tìm hiểu kỹ lưỡng về thương hiệu, đơn vị sản xuất qua các kênh như là Internet, truyền thông báo chí chính thống về nguồn gốc chính hãng, có chế độ bảo hành hậu mãi rõ ràng, uy tín như là thế giới điện giải. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn về máy lọc nước ion kiềm Kangen K8. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.